Vâng, và tiếp tục một video được quay cùng ngày vào thứ Bảy mùng 4 tháng 6. Vâng, sau khi bộ ghế của anh Duyến đã quay phim xong thì Mộc Nam Huy xếp ra ở đây. Đây là một bộ bàn oval được Mộc Nam Huy làm và lựa cho anh Sinh. Vâng, anh Sinh thì khác với anh Duyến đây, có nghĩa là anh mua online. Thế nên thì Mộc Nam Huy xin phép làm cái clip này để quay cho anh Sinh có thể từ ở nhà để xem được cái sản phẩm mộc của mình trước khi là Mộc Nam Huy đem đi sơn anh chị nhé. Đây là bộ bàn có giá là 34 triệu thuộc tiêu chuẩn, đó là bàn khung tranh với độ rộng là 97 và chiều dài là 2m06 với tấm khung tranh là tấm khung tranh liền quý anh chị nhé. Mặt vân thì cũng được Mộc Nam Huy làm và hỗ trợ khách hàng, có nghĩa là lựa các cái phần vân đẹp đó để xếp trên cái bộ bàn sao cho nó cân xứng, cho nó đẹp đó. Và thêm nữa thì các bản vách tựa ghế ở đây Mộc Lan Huy làm cũng tiếp tục là các bản vách tựa ghế là gỗ gõ Lào, có các cái đường vân nó rất là đẹp quý chị nhé. Đó, và mặt ghế cũng tương tự được làm với độ dày là mặt ghế dày liền 3 phân. Vâng, thì đây là một tiêu chuẩn bàn có thể nói là gần như không phải lúc nào nó cũng có sẵn đâu. Ở đa phần là khách hàng gọi báo Mộc Lan Huy làm trước, làm xong mộc đấy, rồi báo khách hàng tới xưởng kiểm tra ký nhận. Ví dụ như anh Duyến này, anh tới xưởng kiểm tra ký nhận đây. Đó, hoặc là khách hàng ở xa, quý anh chị có thể đặt online. Đó, thì với những cái bộ bàn như này, sau khi hoàn thiện mộc thì Mộc Nam Huy sẽ báo đến quý anh chị tới xưởng kiểm tra và ký nhận lại rồi mới sơn. Đó, quý anh chị nhé, rất thực tế là cái quá trình bán hàng của Mộc Nam Huy là như vậy. Đây là một bộ bàn của anh Sinh, cũng được Mộc Nam Huy làm và có các cái tiêu chuẩn lựa đấy, như là vách tựa gỗ Lào này, đó, mặt liền 3 phân này. Đó, và với cái video này thì Mộc Lan Huy sẽ không có chi tiết đến quá nhiều nữa, tại vì đây là một bộ bàn đã quay, phải gọi là đã có các cái video rất là nhiều rồi. Đó, chân trụ thì là chân trụ đặc nguyên khối 27, được tiện theo hình hồ lô và là chân ba dâu, chân cong tiếp đất quý anh chị nhé. Đó, với tiêu chuẩn là chân dâu này dày 7 phân này. Đó, và đục chạm hoa lá tây này, đó, rất là đẹp, rất là dày nha quý anh chị nhé. Nói về các cái hàng này của Mộc Nam Huy thì thực sự để mà nói quý anh chị là không phải ở đâu cũng có các cái tiêu chuẩn nó như thế này đó anh chị nhé. Đó, và các cây xà lối này có độ dày là 6 phân rưỡi này. Đó, chất liệu gỗ gõ đỏ là 100%, được Mộc Nam Huy hỗ trợ quay luôn cho anh cả các cái phần gầm mặt dưới nhá, để cho anh cũng như là khách hàng mai mốt quý anh chị có mua online thì quý anh chị có thể thấy được là cái cách mà Mộc Nam Huy làm và cái cách mà Mộc Nam Huy phục vụ quý anh chị là như thế nào. Đó, anh Duyến thì cũng tới tận xưởng kiểm tra ký nhận. Đó, đây, cái chân trụ bàn nằm bên đây. Đó. Còn bộ anh Sinh thì anh Sinh không tới xưởng được thì Mộc Nam Huy quay quay video và up lên trong cùng một ngày. Đó, để quý anh chị khách hàng cùng xem và tham khảo về cái quy trình làm các cái sản phẩm này. Và xin nhấn mạnh lại đến quý anh chị là đây là hiện tại những cái bộ này là không có sẵn nhiều quý anh chị nhé. Không có sẵn nhiều, vui lòng khách hàng có nhu cầu có thể báo trước để cho Mộc Nam Huy có thể dựng mộc lên hoàn thiện rồi báo quý anh chị tới xưởng kiểm tra và ký nhận. Đó là cái chi tiết xin được công khai đến tất cả quý anh chị khách hàng. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị ở trong các clip tiếp theo nhé. Và một lần nữa thì cảm ơn anh Sinh đã ủng hộ Mộc Nam Huy các cái sản phẩm này. Và đây là video Mộc Nam Huy làm hỗ trợ khách hàng mua online quý anh chị ạ.